Nhân dịp mua cái xe này 1 tỷ 2 và độ hơn 500 triệu, tôi đã quyết định mua 4 cái line này và test chơi. Cái này nhìn nhỏ gọn nhưng mà rất là chắc chắn nha mọi người. Cái này có cái đèn led rất là đẹp luôn. Có một loại đó là màu tròn, rồi một cái đó là lõm. Nhưng mà nhìn chung rất là đẹp nha. Cái này dùng để decor rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử setup ở trong phòng hoặc là trên xe cho mọi người coi nha. Cái này mình setup ở táp lô xe cực kỳ đẹp nha. Đây, rất là dễ thương luôn. Còn đây là chiếc VinFast Lux SE của mình. Nhìn nè, để trên đây nhìn rất là dễ thương, nhấp nháy như quán bar vậy. Bây giờ mình sẽ test thử chất âm của cái loa này nha. Rừng có nai, có thỏ, có sói, có hổ và rắn, có loài dậu đổ bìm leo, có loài nhảy bổ vào cắn, có loài ăn không nói có loài thừa nước đục thải con. Tuy là cái loa này chỉ có 3 watt thôi nhưng mà chất âm của nó cũng gọi là ok trong tầm giá nha. Với lại cái này hoàn thiện rất là chắc chắn và đẹp. Thì Linh mình đã xét bên á, hiện tại đang rất là rẻ, mọi người hãy vô mua đi nha.